Hai câu chuyện Ngày Một Thiền Liên sau đây có thật không và được ghi trong kinh điển nào thưa sư? Thứ nhất, Ngài Một Kiền Liên bị bọn cướp giết băm sát, mặc dù Ngài biết trước vậy nhưng trước việc này nhưng chấp nhận trả quả, rồi Ngài dùng thần thông ghép các mảnh xác mình lại rồi đến gặp Đức Thế Tôn lần cuối. Cái này ở trong Tạng Luật có nha. Cái thứ hai là Ngài Một Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ dẫn đến Ngài Vu Lan, thì cái này trong Tam Tạng Năm Truyền không có. Và cái việc mà Ngài Một Kiền Liên á, nó còn có ở trong chú giải trong Pháp Cú câu số 1 á. Cái việc mà Ngài bị bọn cướp giết á, nó nằm ở trong chú giải kinh Pháp Cú cũng có. Nói chung là rải rác trong kinh Tạng là có đề cập tới chứ không phải là không có đề cập tới. Thì quý vị hỏi là hai câu chuyện này có thật hay không, thì câu chuyện ở trên là có đề cập trong kinh Tạng, còn câu chuyện thứ hai ở dưới là không có đề cập trong kinh Tạng. Còn cái chuyện mà quý vị có tin hay không á, thì tôi chỉ hỏi như thế này là cái chuyện đó nó có liên quan gì tới quý vị hay không? Tại vì có nhiều cái á, là đâu cần quý vị tin đâu. Và nó cũng không có liên quan gì tới quý vị. Tuy nhiên những cái chuyện có thật mà nếu như quý vị không tin á thì nó sẽ ảnh hưởng quý vị trên cái con đường tu chứng, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng. Thành ra là cái chuyện đầu tiên là cái chuyện có thật được đề cập nhiều trong kinh Tạng. Còn cái chuyện mà quý vị nghe mà quý vị thấy nó khó tin á, là nó như vậy. Thứ nhất, quý vị không có tu thiền, quý vị không có pháp học, không có vững và pháp hành cũng không có vững, nói thì quý vị buồn. Kinh Tạng á, Chánh Tạng, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Tăng Chi đọc chưa có bao nhiêu quý vị, và cái chuyện mà quý vị có tham gia những cái lớp kinh Tạng á thì nó cũng hạn chế, cho nên là cái kiến thức về kinh Tạng của quý vị nó chưa có nhiều. Tôi chỉ trình bày một sự thật thôi. Đấy. Thành ra quý vị sẽ thấy nó rất là lạ. Mà Trung Quốc, người Hoa họ có câu là thiểu kiến thì đa quái. Tức là khi mà kiến thức mình ít quá đó, mình thấy cái gì nó cũng lạ. Cái nguồn gốc của câu thiểu kiến đa quái là như vậy nè. Có một anh ấy, ảnh xưa chưa trước giờ thì ảnh chưa bao giờ ảnh thấy con lạc đà. Hôm rồi có một hôm ảnh thấy con lạc đà thì ảnh mới la làng, ảnh kêu làng xóm láng giềng đến, ảnh khoe là trời ơi tôi thấy một cái con ngựa, nó lạ lắm, con ngựa này nó có cái bú, có cái cục u ở sau lưng. Người ta mới nghĩ là ủa con ngựa gì mà có cái cục u ở sau lưng. Thì khi họ tới họ mới cười, họ nói trời ơi cái anh này ảnh không có ảnh không có học thức, ảnh không có biết đấy, đó là con lạc đà chứ nó không phải là con ngựa đấy. Đó là cho nên thiểu kiến đa quái, tức là khi mà mình học cái kiến thức của mình nó còn hạn chế thì mình sẽ thấy rất nhiều những việc lạ, nhưng thực tế nếu mình học nhiều mình sẽ thấy nó không có lạ. Cái thứ hai là cái pháp hành của mình cũng không có, pháp hành của quý vị đó cũng không có. Khi mà quý vị hành thiền ấy, nó đi vào những cái định nó thâm sâu, vào những cái trường thiền mà nó nghiêm túc á, thì quý vị sẽ thấy là cái chuyện này nó không có gì lạ chứ, nó không có gì lạ. Và Đức Phật á, có nói là có bốn điều bất khả tư nghì, tức là mình nghĩ không có tới, mình nghĩ không có hết, mà nếu như mình cố mình tìm hiểu bằng cái khả năng phàm phu của mình á, thì mình sẽ chỉ bị điên thôi. Đó là gì? Thứ nhất, nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghì. Mình chỉ biết một chuyện á, là mình bố thí là mình được sanh thiên, bố thí được giàu,
Nhưng mà biết như vậy thì nó nghèo lắm, bởi vì cái nhân bố thí và cái quả bố thí nó nhiều kinh khủng, mà kể thì kể cả ngày không hết. À, hoặc là khi mà mình giết con kiến mình đi địa ngục, nhiều người họ không có tin, và nhiều người thậm chí nhiều người họ họ nghĩ là đi địa ngục chắc hết rồi. Xin thưa, không phải, đi địa ngục chỉ là một cái phần nhỏ trong cái nghiệp mà giết con kiến thôi. Đấy, cho nên nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị, mình chỉ biết một phần chứ mình không thể biết trọn vẹn. Cái thứ hai là cái giới hạn của cái thế giới này đó là bất khả tư nghị. Tức là sao? Những cái chiều không gian mình không thể ngờ được, những cái cảnh giới mình không thể ngờ được, tức là thế giới này nó có giới hạn hay nó không có giới hạn. Thế giới này nó có bao nhiêu chiều không gian mình không biết được. Như có lần ấy, có một người họ thấy một cái đoàn binh là gồm voi, ngựa, xe, rồi một cái đoàn lính rất là nhiều. Mà lạ một điều là cái đoàn lính đó đó, họ đi như thế nào đó mà họ chui vào trong một cái bông hoa và họ biến mất. Thì Đức Phật, họ đem cái chuyện đó họ đến thưa với Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng đó là đoàn binh của Dạ Xoa, của Atula đánh nhau với Đế Thích và thua trận cho nên là trở về. Thì cái bông hoa đó là cái cửa ngõ đi vào cái thế giới Atula. Cho nên là mình cái thế giới, cái vũ trụ này là bất khả tư nghị. Cái thứ ba là thần thông của thiền định á, là bất khả tư nghị. Tức là những cái năng lực của thiền định á, mình không thể như nào nghĩ bàn được. Cho nên cái chuyện là Ngài Mục Kiền Liên mà Ngài bị cướp nó băm sát ra, mà Ngài có thể dùng thần thông mà Ngài gom lại, Ngài đảnh lễ Đức Phật, đó là một cái khả năng thần thông mà nếu như mình không có đạt tới, mình không thể tưởng tượng nổi. Đấy. Và tại sao á là Đức Phật không có cho cái chuyện là một vị tỳ kheo khoe cái pháp cao nhân, khoe cái pháp thượng nhân nếu như vị đó có chứng đắc? Một phần là nếu như mà sau này kể ra đó, nhiều người họ không tin á, thì đó sẽ là cái trở ngại, cái chướng ngại cho cái con đường tu tập của chính con người đó. Ví dụ như cái chuyện mà Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có khả năng thần thông, Ngài gom cái cơ thể mà sau khi mà bị cướp nó băm ra đó, Ngài có thể Ngài gom lại, Ngài đến đảnh lễ Đức Thế Tôn đó. Thì cái người mà họ không tin cái chuyện đó thì nó sẽ trở thành cái chướng ngại trên cái con đường tu tập của vị đó. Đấy. Cho nên phạm vi của thần thông do thiền định là bất khả tư nghị. Và điều thứ tư, tức là Phật trí là bất khả tư nghị, tức là cái trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác là không thể nghĩ bàn được. Đó là bốn cái mà chúng ta không thể nghĩ bàn ha. Còn cái câu chuyện mà Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ đó, thì đó là một tác phẩm văn học. À, đó là một tác phẩm văn học. Do đâu? Thứ nhất, trong Kinh Tạng thì lẫn chú giải thì không có nói nhiều đến mẹ Ngài Mục Kiền Liên, chỉ nói nhiều đến mẹ Ngài Xá Lợi Phất thôi. Rồi một chuyện nữa đó là có một cái trong cái câu chuyện mà Mục Liên Thanh Đề đó, cái tác phẩm văn học Mục Liên Thanh Đề đó, thì có một cái chi tiết đó là bà Mục Liên bà Thanh Đề đó, bà cho Chư Tăng ăn bánh bao nhân thịt chó. Thì xin thưa là cái bánh bao á, nó là đặc sản của Trung Quốc. Người Ấn Độ họ không có ăn bánh bao, người Ấn Độ họ không biết bánh bao là cái gì hết. Nó giống như là cái chuyện mà người Mỹ thì họ ăn pizza, mà người họ họ ăn hamburger, còn người Việt Nam mình á thì ăn phở. Mà một hôm nào đó mà mình chợt mình nghe một cái người Mỹ họ nói là phở là cái món ăn truyền thống của người Mỹ, thì mình nghe mình rất là mắc cười, bởi vì mình thừa sức biết nó không phải.
Hoặc là mình nghe là buổi sáng mà một gia đình người Mỹ, một gia đình gốc Mỹ, người Mỹ mà gốc gốc Âu đi, gốc Âu, mà buổi sáng họ ăn cơm nguội với hột vịt kho là mình thấy là mình lạ rồi. Hột vịt kho, hột vịt là mình thấy lạ rồi, tại vì mình biết là người Mỹ sáng họ đâu có ăn cái đó. Họ ăn thì họ có thể ăn bánh mì với thịt xông khói, thí dụ như vậy, chứ họ đâu có ăn cái món đó. Món đó là món của Việt Nam. Ta biết khi mà kể là sáng ăn cơm nguội với thịt kho vịt là mình biết là cái này người Việt rồi. Đấy. Cho nên cái chuyện mà bánh bao á, khi mà kể cái câu chuyện nó ra mà có bánh bao là mình biết là đây là câu chuyện của Trung Quốc. Cái thứ hai, một điểm nữa, ngài Mục Kiền Liên, ngài thần thông đệ nhất, ngài chỉ thua có mỗi Đức Thế Tôn thôi. Cho nên á, ngài muốn biết một cái chúng sanh nào, phàm nào ở đâu là ngài nghe lập tức ngài biết. Ngài biết nó đơn giản lắm. Ví dụ như là một chúng sanh phàm mà khi mà mệnh chung mà tái sanh ngay chỗ nào là ngài biết liền. Nếu như ngài muốn là ngài biết ngay. Cho nên làm gì có chuyện mà ngài phải đi tìm từng cái cửa địa ngục. Tìm từ từ, tìm từ từ mới tới nơi thì không có. Không có nha. Rồi cái nữa đó, ngài Mục Kiền Liên á, thần thông đệ nhất mà trí tuệ là đệ nhị, tức là ngài chỉ thua mỗi ngài Xá Lợi Phất về trí tuệ thôi. Và làm gì có chuyện là ngài không biết chúng sanh ở địa ngục, là có cái thực phẩm ở địa ngục mà ngài lại đem một cái chén cơm để mà ngài cho chúng một chúng sanh ở địa ngục ăn, là chuyện nó không thể có được. Đó là biểu hiện của người thiếu trí. Mà trong khi đó đó, ngài Mục Kiền Liên là cái trí tuệ đệ nhất thì làm gì có chuyện đó. Rồi một vấn đề nữa, đó là ngài Mục Kiền Liên là một vị A-la-hán. Một vị A-la-hán thì ngài không có chuyện ngài khóc lóc mà lên kể lể với Phật, thì chuyện đó không có. Cướp nó có thể đâm thủng ruột ngài, nó có thể băm dầm ngài ra, nhưng mà ngài không bao giờ mà ngài khóc. Tại vì cái khóc đó là biểu hiện của tâm sân. Nhớ nha, cái khóc đó là biểu hiện của tâm sân. Ưu á, cái ưu á, ưu đó là của tâm sân. Một vị A La Hán không còn tâm sân nữa, cho nên là vị đó cũng không có khóc. Đấy, cho nên là làm gì có chuyện ngày một kiền liên là ngày khóc. Thành ra nó gom những cái chi tiết đó lại, chúng ta có thể khẳng định rằng cái câu chuyện là Mục Liên Thanh Đề đó là một cái tác phẩm văn học của Trung Hoa, thì để họ đề cao cái chữ hiếu. Và sư ngờ rằng cái chuyện này nó là một cái sự nhầm lẫn. Bởi vì trong Ngạ Quỷ Sự, tức là trong cái chú giải đó, trong chú giải có nhắc đến một cái nhân vật là mẹ của ngài Xá Lợi Phất, cách đó 7 kiếp tái sanh làm loài ngạ quỷ và đến gặp ngài Xá Lợi Phất, xin ngài Xá Lợi Phất cứu bà. Và ngài Xá Lợi Phất đã làm một buổi lễ trai tăng, tức là bằng cái khả năng khất thực của ngài đó, ngài đem cái đồ ăn khất thực đó, ngài làm một buổi lễ trai tăng, ngài cúng dường đến chư tăng và ngài hồi hướng cái phước đó cho bà mẹ của ngài tái sanh làm loài ngạ quỷ. Và sau đó đó mẹ của ngài Xá Lợi Phất thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ. Thì sư ngờ rằng đây là một cái sự nhầm lẫn do cái dòng truyền thừa đó, truyền thừa nhiều rồi nhầm lẫn, rồi thì nhầm lẫn giữa ngày Xá Lợi Phất qua ngày Mục Kiền Liên, rồi bắt đầu là thêm mắm dặm muối. Đó là một khả năng,